Mình đang có trong tay hai con moza. Con này thì khui hộp rồi. Bây giờ mình sẽ khui hộp con này. Sách hướng dẫn sử dụng. USB Type-C, điều khiển bấm quay cái điện thoại. Mình nghiên cứu thì đây là con gimbal rẻ nhất thế giới. Cách đây 2 năm thì mình có mua những cái gimbal và nó siêu rẻ để mình xem chất lượng rẻ nhất nó như thế nào. Nhưng mà những cái con rẻ khoảng độ 1 triệu, 1.5 triệu, 2 triệu thì nó chỉ là chống rung 20 mà thôi. Nhưng mà hiện tại năm 2019 thì con gimbal $79 rẻ nhất thế giới này đã có thể chống rung 30. Rất là ngon lành. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem là cái gimbal rẻ nhất thế giới này nó làm được những cái gì. Ok. Thiết kế của gimbal Moza Mini S này có thể gấp gọn y như Transformer. Có ai xem Transformer chưa? Có ai chưa xem không? Transformer, Bumblebee, Optimus. Wow. Còn dư một đống chỗ luôn này. Rất là gọn. USB Type-C luôn nha anh em. Nhưng mà không có hỗ trợ sạc nhanh ha, à, sạc bình thường thì ok. Một điểm thiết kế khá là hay của nó nữa là nó không bị che cái cổng sạc và cái cổng gắn tai nghe micro vô trong điện thoại. Thấy chưa? Cổng sạc nè, cổng micro nè, không hề bị che luôn. Có một điểm nữa đặc biệt của cái gimbal này là thiết kế theo kiểu nghiêng. Chắc là anh thiết kế này đam mê kiểu tháp nghiêng của Ý à. Hay là ra trải nghiệm mà cầm nắm thì nó khá ok. Đối với con Smooth Q hồi xưa thì con Smooth Q hồi xưa nó ọp ẹp lắm, còn con này cầm cho cảm giác rất là chắc chắn, bóp không có ọp ẹp đâu. Nói về các cái mod sử dụng, bây giờ chúng ta sẽ có cái mod. Wow, nhưng mà mình buộc lòng phải dừng lại. Các bạn chỉ mới xem tới đây và còn một đoạn rất là dài lên tới 8 phút. Nhưng mà mình thực sự là muốn dừng clip review tại đây. Bởi vì cái trải nghiệm gimbal này thực sự là không tốt. Và mình đã mất cảm hứng và mình nghĩ rằng lời khuyên chân thành của mình là các bạn không nên mua con gimbal này, cho dù nó là con gimbal rẻ nhất. Bởi vì cái chất lượng của nó không được ổn định. Nó rất là dễ bị ngất. Thứ hai là đi gimbal rất là rung. Gắn những cái điện thoại cao cấp vô thì có thể khắc phục được bằng chống rung của điện thoại. Nhưng điện thoại cao cấp có chống rung sẵn thì cần gimbal rẻ làm gì? Và mình thực sự khuyên rằng nếu các bạn muốn tìm một con gimbal rẻ thì nên cố gắng bỏ thêm khoảng vài trăm ngàn để mua một con gimbal Smooth Q hoặc là Smooth 4, nó có chất lượng tốt hơn. Cuối cùng thì mình... rất là xin lỗi đến hãng của Sam vì đã nhận hai sản phẩm này và nói là sẽ tạo ra một cái clip review hào hứng, nhưng mà mình không thể tạo được bởi vì chất lượng sản phẩm của nó thực sự là không làm cho mình có cái cảm hứng để mà review, cho nên mình xin dừng cái clip lại ở đây. Mình rất là hy vọng rằng các bạn người xem ở đây bình luận phía bên dưới và gửi tới hãng của Sam để cho họ biết rằng là các bạn đã xem và các bạn có phản hồi, nhưng mà cái sản phẩm nó thực sự là chưa tốt để có thể là đón nhận được. Các bạn hãy để lại một cái bình luận và tất nhiên là mình cũng sẽ tặng hai cái gimbal này cho bạn nào nếu vẫn còn thích. Các bạn có thể tham gia đơn giản bằng cách là share cái clip này lên trên tường, sau đó là để lại bình luận có hashtag LPND, có nghĩa là làm phim nghiệp dư, thì mình sẽ chọn random một clip và random một bạn thắng cuộc và mình sẽ công bố giải ở clip tiếp theo. Ok, cảm ơn các bạn đã xem tới đây và hy vọng là các bạn ủng hộ mình bằng cách là tham gia cái game này ha. Rất là cảm ơn các bạn.